Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Càng lại được vui vẻ test một con âm ly gửi cho khách hàng ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Đây là một con âm ly khá quen thuộc của dòng Pioneer. Âm ly này đợt này cửa hàng cũng lấy về được khá nhiều, tầm 4-5 con. Khách hàng có đặt một con, cửa hàng test lại qua trước khi đóng gói gửi cho khách. Tất cả những sản phẩm dù ít tiền hay đắt tiền, cửa hàng đều cố gắng kiểm tra kỹ càng để anh em yên tâm và test lại quay sản phẩm trước khi đóng gói. Con âm ly này là mẫu âm ly size ngắn của dòng Pioneer 6800 mắc đôi. Con âm ly này thì cửa hàng vẫn bán giá là 3.500.000 suốt trong thời gian vừa qua. Anh em nào có nhu cầu quan tâm có thể cửa hàng vẫn còn vài con nữa ở đây. Đấy anh em nhá. Đều hàng bãi đẹp xuất sắc luôn. Mẫu âm ly này nó thích hợp anh em nghe vào những đôi loa từ bass 20, 25, thậm chí kể cả bass 30, loa cổ để nghe nhạc. Đặc trưng của dòng Pioneer thì tiếng mềm, êm ái, giải chép, giải lời, rất phê. Có tính năng cơ bản là lao lớt, bát chép, gần loa, A cộng B, tiếng im phăng phắc anh em nhé. Size ngắn, nó tầm là size 38-40. Có rất nhiều những dòng âm ly size ngắn kiểu như thế này, size 38 các bác nhá. Nó chỉ làm bề ngang ngắn thôi, còn về cấu tạo cũng như là chiều cao nó vẫn giống như những con âm ly size 42 khác. Có rất nhiều những mẫu âm ly size ngắn, chẳng hạn như của dòng Pioneer hoặc Onkyo hoặc là của Chio. Đang test gắm vào đường AUX và cầu loa trên. Những mẫu ly này thì bao zin bao bền cho anh em. Bao rất bền nếu anh em không cắm sai nguồn điện anh em nhá. Nếu anh em không cắm sai nguồn điện, không làm chập chạm dây loa thì anh em cứ dùng thoải mái yên tâm suốt, bởi vì nó cực kỳ bền. Ok, xin cảm ơn anh em.